Kính chào Hội Thánh, thời gian trôi qua rất là nhanh chóng và tôi cũng xin nói chuyện một cách rất là nhanh chóng buổi chiều ngày hôm nay. Tôi chỉ có 11 cái slide, 11 cái ấy để mà chiếu lên, và nếu mà tôi giữ được trong 1 phút một slide thì chỉ có 11 phút là tôi sẽ chấm dứt. Nhưng mà đó là tôi nói chơi thôi. Có lẽ chúng ta sẽ ngồi đây hơi lâu chút xíu. Can you show the slides please? Thì chúng ta thấy ở đây chúng ta tiếp tục với là cái đề tài ghen tị, và chúng ta sẽ nói về vấn đề ghen tị thêm 2 tuần nữa, là bởi vì nó rất là quan trọng cho riêng mình tôi, cũng giống như là trong cái cách mà chúng ta đi theo Chúa. Chúng ta thấy được rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ chú trọng vào chỗ cái lời của ông vua Sơ-mô. Ông viết 2 phần. Thứ nhất là trong Châm Ngôn đoạn số 14 câu số 30, và ông viết thêm ở trong Truyền Đạo đoạn 4 câu số 4. Mình sẽ nhìn vào trong 2 cái câu kinh thánh này một chút xíu, tôi đã giới thiệu nó rồi, nhưng mà chúng ta nhìn vào trong 2 câu kinh thánh này một chút xíu nữa để mà chúng ta thấy được rằng tất cả những cái gì đó mà chúng ta trải qua trong cuộc sống này, tất cả những sự ganh đua, tất cả những cái gì đó mà chúng ta làm gây cho chúng ta cảm thấy khó chịu trong lòng, không mất đi sự bình an, là bởi vì chúng ta có cái sự ghen tị. Nó bắt đầu, nó phát xuất từ sự ghen tị của chúng ta. Tôi muốn chia sẻ thêm một lần nữa, đó là người bạn của tôi là cái người mà ngày xưa kia chúng tôi rất là gần gũi. Trong cuối năm ngoái thì anh ta mới thổ lộ với tôi rằng vợ chồng đã bị sảy thai, và đó là một cái sự mà chúng hai đứa có thể gần gũi hơn, bởi vì cái câu chuyện đó là bởi vì đó là một cái gì đó mà đàn ông con trai ít khi nào chúng ta nghĩ đến, nhưng mà nó rất là khó để cho chúng tôi có thể nói chuyện với những người khác, và không có dễ để mà nói chuyện với một người khác về những cái gì đó mà chúng ta không có thật sự hiểu. Tôi không phải là người bị sảy thai, cho nên tôi không có biết được những cái cảm xúc nó như thế nào, và khi mà chúng tôi nói chuyện thì giống như là 2 con gấu vậy đó, vậy đó. Nhưng mà hiểu được rằng có một cái sự mất mát, nhưng mà mình không có được cái lời lẽ để mà nói lên được cái sự mất mát đó. Thì đối với là một người như vậy thì đáng lý tôi phải có nhiều những cái tình cảm, có nhiều những cái sự gần gũi hơn, nhưng mà tại sao tôi có những sự ganh ghét đối với người đó khi mà cái người đó được những cái điều tốt xảy ra cho đời sống họ, và cái sự ganh tị đó nó nổi lên trong lòng tôi, và tôi muốn hiểu được cái lý do tại sao nó xảy ra, và tôi muốn hiểu được là một người Cơ Đốc Chúa cho tôi trải qua những điều này để làm gì. Và tôi mong rằng khi mà chúng ta trải qua được những cái lời của Chúa về vấn đề ghen tị thì chúng ta có thể nhận xét được rằng Chúa đang làm việc trong lòng của chúng ta, Chúa đang huấn luyện chúng ta, Chúa cho chúng ta trải qua những cái giai đoạn này để chúng ta trở nên những người mà hiểu Chúa, biết Chúa và yêu Chúa một cách mãnh liệt hơn trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Đây là cái bức hình của ông Cain bị ông Abel bị Cain là người anh của mình giết đi, và cái lý do mà ông ta bị giết thì chúng ta thấy rất là mập mờ, mình không biết được nó như thế nào, nhưng mà bởi vì cái sự ganh tị của một cái điều gì đó ngoài cái sự điều khiển của Abel mà Cain giết Abel. Thì chúng ta thấy được rằng đây là một cái điều mà rất sáng tỏ trong cuộc sống chúng ta. Có nhiều khi chúng ta ghen tị một người khác mà chúng ta cũng không hiểu được vì lý do gì chúng ta có những cảm xúc trong đó trong cuộc sống của tôi. Và đó nói lên cái điều mà tôi đang trải qua trong những ngày tháng vừa qua. Tôi vẫn còn đang có những sự ganh tị, nó chưa qua, nhưng mà tôi đang muốn tìm hiểu để làm sao tôi có thể vượt qua được cái điều này. Để mà chúng ta quay lại để mà nhìn vào trong cái lời kinh thánh của Chúa, thì ở trong Truyền Đạo số 4, câu số 4 có nói như thế này. Bản dịch, tôi muốn đưa ra một vài bản dịch khác nhau là bởi vì trong tuần lễ vừa, trong những ngày tháng vừa qua thì mục sư Hoàng có đến và chia sẻ rằng ông ta thích một cái bản dịch khác, thì tôi muốn đưa ra một số bản dịch khác nhau ở đây để mà chúng ta có được một cái khái niệm rằng các bản dịch khác ở trong tiếng Việt nó như thế nào, để mà chúng ta có thể tìm đến để mà chúng ta đọc. Có lẽ khi mà chúng ta dùng cái bản dịch 1925 là cái bản dịch mà chúng ta thường dùng đó, thì có lẽ nó hơi khó hiểu một chút xíu, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có thể đọc qua một vài những cái câu kinh thánh trong các bản dịch khác nhau để mà chúng ta thấy được các bản dịch khác họ nói như thế nào. Ta cũng thấy mọi công lao và mọi nghề khéo là điều gây cho người này kẻ khác ganh ghét nhau. Điều đó cũng là sự hư không theo đuổi gió thổi.
Và ở trong cái bản Kinh Thánh gọi là Kinh Thánh hiện đại thì nói như thế này: rồi ta lại thấy rằng hầu hết con người cố gắng để thành công đều xuất phát từ lòng ghen tị. Ở đây tôi muốn, đây là cái lời mà nó gần nhất với lại cái lời Kinh Thánh tiếng Anh, là ông Solomon nói đây là tất cả những cái gì đó mà chúng ta làm là bởi vì chúng ta ganh đua với một người khác. Chúng ta muốn chạy nhanh hơn là bởi vì có một người khác chạy nhanh hơn chúng ta. Chúng ta muốn làm bánh ngon hơn là bởi vì một người khác làm bánh ngon hơn chúng ta. Chúng ta muốn làm cái nhà chúng ta nó to lớn hơn là bởi vì người khác có cái nhà nó to lớn hơn chúng ta. Chúng ta muốn có một cái xe nó đẹp hơn là bởi vì người bên cạnh chúng ta có cái xe nó đẹp hơn chúng ta, phải không? Chúng ta muốn ganh đua và tất cả những cái gì đó mà chúng ta làm, chúng ta theo đuổi là bởi vì có một người khác có một cái gì đó mà chúng ta muốn hơn cái người đó. Và đó là cái bản dịch ở đây. Và nói thêm, nhưng điều này cũng là vô nghĩa như chạy theo luồng gió. Nếu mà chúng ta chạy theo gió thì chúng ta chạy theo cái gì? Nó không có là cái gì hết. Chúng ta có theo đuổi một cái gì đó mà nó không có thật, nó không có để mà chúng ta có thể cầm nắm được. Một bản dịch khác ở trong Kinh Thánh bản dịch mới đó là Kinh Thánh họ viết như vậy, bản dịch mới thì nói như thế này: tôi nhận thấy mọi việc con người thực hiện với công khó tài năng chỉ vì lòng ganh đua ham muốn rồi cũng qua đi. Chúng ta ganh đua, chúng ta được một cái nhà lớn, chúng ta được cái xe lớn, chúng ta đã có một người vợ đẹp, có những con cái tốt đẹp, rồi cuối cùng nó đi đến đâu? Và một bản dịch nữa là gọi là bản dịch Hiếu Định 2010, Hiệu Đính. Tôi xin lỗi, tôi nói ngược. Để cho mọi người đều biết, tôi chỉ học đến lớp 4 ở bên Việt Nam thôi. Cho nên lời Việt Nam, tiếng Việt không có được giỏi cho lắm. Cho nên tôi xin lỗi trước. Ta nhận thấy con người làm việc với mọi lao khổ và tài năng chỉ vì muốn ganh đua giữa người này với người kẻ khác mà thôi. Cái sự ganh đua, cái sự ghen tị, nó bắt phục chúng ta để mà làm những cái gì đó trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta muốn nhiều tiền hơn là bởi vì người khác có nhiều tiền hơn. Tất cả những cái sự ganh đua đó chỉ theo luồng gió thổi. Và bản dịch, tạ ơn Chúa, chữ này tôi đọc được. Bản dịch 2011. Vì thế tôi thấy rằng mọi công lao khó nhọc và mọi tài năng sức lực mà một người đã đổ ra để tạo dựng sự nghiệp. Cái bản dịch này hơi khác chút xíu. Khiến cho người khác phải sinh lòng ganh tị. Khi mà chúng ta làm tất cả những cái gì đó, mặc dù chúng ta không ganh tị với những người khác, nhưng chúng ta chỉ nhìn vào trong một cái mục tiêu mà chúng ta làm để mà chúng ta có một cái cơ nghiệp trong cuộc sống này. Những người khác phải nhìn vào trong những cái sự thành công của chúng ta và họ ghen tị. Giống như người bạn của tôi là người mà tôi nên yêu, một người mà tôi nên khuyến khích này kia nọ. Thì khi mà nó thành công hơn tôi thì tôi ghen tị nó. Và đây là cái bản dịch mà tôi có lẽ tôi hưởng ứng nhất, là bởi vì nó không làm gì sai đối với tôi hết. Nhưng mà tôi ghen nó là bởi vì nó có cái gì đó mà tôi không được. Sáng thế kia đoạn số 4, câu số 1 đến câu số 2 thì tôi muốn đi qua cái lời Kinh Thánh ở đây. Tôi quay lại bản dịch 1925 là bởi vì chúng ta quen thuộc. Adam ăn ở với vợ mình, với Eva là vợ mình, người thọ thai sanh Cain và nói rằng nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ tôi mà tôi mới sanh được một người con. Chúng ta thấy đọc ở đây, chúng ta thấy được rằng cái lời Kinh Thánh ở đây cho chúng ta biết được rằng khi mà ông Adam và bà Eva có được cái người con đầu tiên thì họ trải qua những cái gì đó rất là khó khăn. Nếu như mà nó không khó khăn thì cái lời Kinh Thánh này không có viết cái phần thứ hai ở đây. Bởi vì ông Adam và bà Eva nói rằng nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, cần gì đến Đức Chúa Trời giúp đỡ để họ có được người con. Bởi vì họ trải qua những cái gì đó rất là khó khăn để mà có được cái người con đó. Bởi vậy cho nên Kinh Thánh mới viết được điều này. Khi mà tôi đọc qua cái lời Kinh Thánh này thì tôi hiểu được là bởi vì phần đông những người ở trong phòng này và tất cả những người trên thế giới này đều kinh nghiệm qua. Nếu mà chúng ta không kinh nghiệm qua cái vấn đề mất mát trong cuộc sống này thì chúng ta cũng biết những người có những sự mất mát. Mới sanh được một người con. Eva lại sanh em, Cain là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain làm nghề ruộng. Chúng ta thấy được rằng hai người này làm hai công việc rất là khác nhau.
Bởi vì cho nên làm sao có thể có sự ganh đua? Ô, người này lo về vấn đề này, nó rất là khác với người kia lo về vấn đề khác. Nhưng chúng ta thấy được rằng cái sự ganh đua nó không cần phải cần hai người làm việc giống như nhau, không cần phải hai người có một cuộc sống giống như nhau. Sự ganh đua nó nảy nở ra trong lòng của chúng ta, nó không còn cần có phải cái lý do. Nó chỉ nảy nở ra là bởi vì nó xuất thân từ cái gì đó ở trong lòng của chúng ta. Tất cả những cái gì đó nó đang rình rập, giống như là lời Kinh Thánh sắp sửa tới đây, rình rập trước cửa để mà bắt phục chúng ta phải làm theo ý muốn của nó. Nó là một cái gì đó mà nó xui khiến chúng ta để mà đi theo nó, để chúng ta xa lánh khỏi những cái gì, những cái ơn phước mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta. Truyền đạo số 4, câu số 4, tôi muốn quay lại và nói và đọc lại một phần như thế này. Vì thế tôi thấy rằng mọi công lao khó nhọc và mọi tài năng sức lực mà một người đã đổ ra để tạo dựng sự nghiệp khiến cho người khác phải sinh lòng ganh tị. Chúng ta nhìn vào một cái gì đó của một người khác và nhiên không nhiên khổng chúng ta cảm thấy có một cái gì đó khó chịu trong lòng của mình, phải không ạ? Một người đeo một cái nhẫn nó rất là đẹp và chúng ta nghĩ tại sao tay tôi không có cái nhẫn đẹp, vân vân và vân vân. Tôi không biết quý vị đang trải qua những sự ghen tị gì, nhưng mà ngày hôm nay nếu mà chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta suy nghĩ thật là cho cùng ra, thì chúng ta đang ghen tị ai, một vấn đề gì? Nếu mà chúng ta không có sự ghen tị trong lòng của chúng ta, thì tạ ơn Chúa quý vị đang sống một cái cuộc sống rất là bình an. Và đó là cái điều mà ông Salomon nói. Khi mà chúng ta có được sự bình an trong lòng của mình, không có sự ghen tị, thì cái cuộc sống của chúng ta nó rất là sung sướng. Bởi vì thời gian ngắn họp cho nên thôi đi ngược, tôi xin lỗi. Cứ bấm mà đúng ngược. Ở đây nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ mà tôi mới sanh được một đứa con. Tôi đã nói qua điều này rồi. Ở trong đoạn số 4 câu số 3 cho đến câu số 5, vả cách ít lâu Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va, A-ben cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-ben và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người, cho nên Ca-in giận lắm và gầm nét mặt xuống. Chúng ta thấy ở đây tôi chỉ muốn nhìn qua một vài chữ ở đây thôi. Dùng thổ sản, ông Ca-in ông chỉ biết những cái gì đó về thổ sản thì ông lấy những cái thổ sản và ông dâng lên cho Đức Chúa Trời. A-ben làm về súc vật thì ông ta dâng lên cho con chiên đầu lòng. Có nhiều khi chúng ta dừng lại và nói là có lẽ là bởi vì Ca-in dâng những cái trái mà nó bị hư rồi, hoặc là những cái gì đó mà nó không có được tốt đẹp lên, cho nên Đức Chúa Trời không có đoái đến. Và A-ben thì dâng lên con chiên đầu lòng với lại mỡ của nó, rất là tuyệt vời, phải không? Một người rất là đầy những cái tấm lòng yêu mến đối với Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời đoái đến và nhìn vào trong cuộc lễ của A-ben. Nhưng mà tôi muốn nhìn lại ở đây một chút xíu. Chúng ta thấy ở đây A-ben dâng lên con chiên đầu lòng. Ở đây Đức Chúa Trời chấp nhận cái cuộc lễ này là bởi vì trước khi cái chương trình, trước khi mà chúng ta biết đến cái chương trình cứu thế mà Đức Chúa Trời có cho chúng ta, tại trong cái giây phút này khi mà chỉ có 4 người sống trên đất này thôi đó, thì cái chương trình cứu rỗi cho con loài người chúng ta nó đã bắt đầu rồi. Và trong cái giây phút đó Đức Chúa Trời nói rằng ta chấp nhận cái con chiên đầu lòng này là của lễ đẹp lòng, là bởi vì con duy nhất của Đức Chúa Trời sẽ trở nên cái con chiên đầu lòng đó để chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Đó là cái cuộc lễ mà Đức Chúa Trời chấp nhận. Cái cuộc lễ trước Đức Chúa Trời chấp nhận là con chiên tượng trưng cho Đức Chúa Giê-xu mà chúng ta biết ngày hôm nay. Đó là lý do tại sao mà Đức Chúa Trời chấp nhận cuộc lễ của Ca-in, của A-ben. Không phải là bởi vì tôi không nghĩ là bởi vì A-ben có một cái tâm tình như thế nào đó, hoặc là Ca-in có một cái sự gì đó mà Đức Chúa Trời không nhận đấy. Ấy là bởi vì thổ sản không thể nào tượng trưng cho Đức Chúa Giê-xu được. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời chấp nhận cái cuộc lễ của A-ben, là bởi vì tại trong cái lúc này, khi trời đất mới được dựng nên, khi mà chỉ có 4 người trên đất này, thì cái chương trình cứu rỗi cho nhân loại đã bắt đầu rồi. Và cái con chiên đầu lòng ở đây tượng trưng cho Đức Chúa Giê-xu. Và chỉ có một mình cái con chiên đó, chỉ có một mình Đức Chúa Giê-xu mới, Đức Chúa Trời mới chấp nhận mà thôi. Ngoài ra, cái
cái sự tượng trưng này Đức Chúa Trời không chấp nhận bất cứ một cuộc lễ nào khác hết. Và đó là lý do tại sao mà Đức Chúa Trời chấp nhận. Ở đây nói cho chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời chấp nhận không nằm về những cái gì đó mà Cain và Abel làm. Đức Chúa Trời chấp nhận những gì đó mà nó làm đẹp lòng Ngài, không bởi vì chúng ta. Và chúng ta đi thêm. Sáng thế kỷ đoạn số 4, câu số 6 cho đến câu số 7 có nói như thế nào? Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng: cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành há chẳng được, chẳng ngước mặt lên sao? Còn nhưng chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm nhưng ngươi phải quản trị nó. Chúng ta thấy rằng ở đây, chúng ta thấy Đức Chúa Trời nói rằng những cái gì đó nó nằm ở ngoài chúng ta, tất cả những cái gì đó nó đang thúc đẩy chúng ta, nó không thể nào thắng hơn được nếu như mà chúng ta có thể kiểm soát được cái trong này. Và đây quay lại cái lời của ông Solomon viết một chút xíu ở Châm Ngôn đoạn số 14 câu số 30 bản dịch 1925. Tôi muốn được rõ ràng là bởi vì tôi đưa ra nhiều bản dịch quá cho nên tôi muốn nói được rõ ràng ở đây. Lòng bình tĩnh là sự sống của thân thể, còn sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt. Có lẽ chúng ta đọc qua và nói tôi vẫn chưa hiểu cái điều này nó nói cái gì. Vậy thì bản dịch Kinh Thánh hiện đại nói như thế này: tâm thanh thản đem sinh lực và thể xác, lòng ghen tuông làm xương mục cốt tàn. Nghe tôi không biết tiếng Việt nhưng mà nghe thấy đã tai vậy sao. Và chúng ta đọc qua bản Kinh Thánh bản dịch 2011 thì nói như thế này: lòng bình an ban sinh lực cho thân xác, tính ghen tị là mục nát trong xương. Tôi xin lỗi một điều này là xương mục nát nó rất là hiếm khi nó xảy ra, phải không ạ? Tất cả những người nào mà đã từng nấu súp và nấu phở rồi biết rồi đó, chúng ta lấy xương chúng ta bỏ vào trong cái nồi và chúng ta đun từ ngày này qua ngày kia, nó không đi đâu hết, thịt thì rửa hết, tất cả những cái đồ khác, những cái gì đó mà chúng ta bỏ nó tan nát hết, cái xương nó vẫn nằm y đó. Cái xương mà chúng ta lấy, tôi không có chó nhưng mà chúng ta lấy cái xương và chúng ta vứt cho con chó, nó gặp từ năm này sang tháng nọ nó không có đi đâu hết, phải không ạ? Cái xương nó không thể nào nó tự nó mục nát được, nó không thể nào tự nó mục nát được. Bởi vậy cho nên có một cái bản dịch tiếng Anh nó nói như thế này: a peaceful heart leads to a healthy body. A jealousy is like cancer in the bone. Và khi mà chúng ta đọc qua được cái lời này thì nó có một cái ý nghĩa khác cho tôi. Tôi không biết được khi mà ông Solomon viết cái lời đó thì sự mục nát của xương nó là như thế nào đối với ông. Nhưng mà có lẽ trong cái thời kỳ đó đã có những người bị ung thư xương rồi, nhưng mà chưa có cái lời ung thư, chưa có cái chữ ung thư ở trong cái ngôn ngữ của họ. Nhưng mà cho phép tôi nói điều này. Ở đây tôi đưa lên một cái bức hình như thế này. Đây là một bộ xương của một em bé 2 đến 3 tuổi cách đây 78.000 năm. Xương chúng ta biết được của em bé nó rất là mềm, phải không? Nó chưa có thành hình. Nhưng mà 78.000 năm trôi qua nó vẫn còn đó, nó không có đi đâu hết, phải không ạ? Xương nếu như mà tự nó không đi đâu hết, không để mục được. Nhưng khi mà cái xương mà nó mục, nó mốc, nó sẽ mục từ trong nó mục ra. Ở đây chúng ta thấy họ nội soi. Chúng ta thấy được khi mà chúng ta bị ung thư xương, nó sẽ như thế này. Nó sẽ mục nát từ trong, nó mục nát ra. Nó là một cái gì đó, nó ăn chúng ta từ trong, nó ăn ra. Và ông Solomon nói với chúng ta rằng cái sự ghen tị nó cũng như vậy, nó từ trong nó đi ra chứ không phải nó từ ngoài nó đi vô. Ung thư nó không phát xuất là bởi vì một người khác làm cái gì cho chúng ta bị ung thư. Nhưng mà ung thư là nó là một cái gì đó từ trong chúng ta, nó phát triển một cách bất bình thường và nó sẽ gây đến một điều duy nhất mà thôi. Nó sẽ gây đến sự chết. Đó là cái điều mà ông Solomon muốn nói với chúng ta. Và đây là cái điều mà Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta ở đây.
Sự ghen tị của chúng ta nó không ảnh hưởng một người nào khác ở ngoài hết. Có lẽ chúng ta sẽ giết một người nào đó thì cái đó là sự ảnh hưởng, giống như là Cain và Abel. Cain giết Abel là bởi vì sự ghen tị. Và yes, chúng ta có thể ảnh hưởng một người khác bởi vì sự ghen tị của chúng ta. Nếu mà cái sự ảnh hưởng nó không bao giờ nó tốt hết, chúng ta sẽ tự tiêu hủy mình và chúng ta cũng sẽ tiêu hủy những người xung quanh chúng ta bởi vì sự ghen tị của chúng ta. Sáng thế ký đoạn số 4 câu số 8, và có lẽ đây là cái slide cuối cùng của tôi. Bản dịch năm 1925 nói như thế này: Cain thuật lại cùng Abel em mình, và khi hai người đương ở ngoài đồng thì Cain xông đến Abel là em mình và giết đi. Chúng ta thấy Kinh Thánh cứ nhắc đi nhắc lại cái tình nghĩa giữa hai người này. Bản dịch hiện đại nói như thế này: lúc ấy Cain nói với Abel, anh em mình ra ngoài đồng đi. Chúng ta thấy được rằng trong bản dịch 1925 thì hai người chỉ nói chuyện về cái gì đó thì chúng ta không biết. Nhưng mà ở trong bản dịch hiện đại thì nói rõ ràng hơn là Cain nói với em mình đi ra ngoài đồng đi để mà hành xử một điều mà Cain đã có trong lòng, đó là giết cái người em của mình. That's it. Tôi thấy được rằng khi mà chúng ta nhìn qua, tôi chỉ Đức Chúa Trời giúp cho tôi nhìn thấy một vấn đề rất là đơn giản và dễ hiểu cho tôi, cho riêng mình tôi, đó là cái sự ghen tị của tôi đối với những người xung quanh nó chỉ đi đến một nơi thôi, đó là tôi sẽ ghét cái người đó cho đến một ngày nào đó, một là tôi chết, hai là họ chết. Nó không có một cái điều gì tốt đẹp nó có thể nảy nở ra từ cái sự ghen tị của chúng ta. Không có một cái điều gì tốt đẹp nó sẽ phát xuất từ cái sự ghen tị của mình. Không có một cái gì mà nó tốt đẹp, hoặc là tất cả những cái sự ganh đua của chúng ta, giống như lộn sau muốn nói, có lẽ nó sẽ giúp cho chúng ta làm nhiều tiền hơn, có nhiều của hơn, có những cái gì đó mà những người khác ghen tị đối với chúng ta hơn. Có lẽ chúng ta đi chơi và chúng ta chụp những cái hình rất là đẹp và phóng lên trên Instagram, Facebook này kia cái nọ, và những người khác nhìn vào họ cảm thấy giống như là họ muốn cái đời sống của chúng ta, phải không ạ? Nhưng mà tất cả những cái sự ganh tị đó nó sẽ đi đến cái gì? Họ cảm thấy cái cuộc sống của họ nó bị đang bị thiếu sót. Họ không cảm thấy vui là bởi vì người khác hưởng thụ hơn mình, đúng không ạ? Tất cả những cái sự ganh tị đó nó không có đem chúng ta đến một cái nơi mà cho chúng ta thấy được những cái sự tốt đẹp mà Chúa đang ban cho đời sống của chúng ta. Trong cái sự ganh tị của tôi thì tôi quên đi tất cả những sự phước hạnh mà Chúa ban cho tôi. Có lẽ có nhiều khi tôi ngồi xuống và tôi nghĩ, nếu mà tôi không lo về Hội Thánh thì có lẽ tôi sẽ lo về cái công việc nhiều hơn, và có lẽ ngày hôm nay tôi sẽ được tăng chức hơn cái người kia. Thật sự đó là sự suy nghĩ của tôi. Nếu mà tôi bỏ nhiều thời gian ra hơn để mà chú tâm vào trong cái công việc làm và làm việc rất là tốt đẹp thì chắc lẽ ngày hôm nay tôi không có bị người khác qua mặt mình. Phải không ạ? Tất cả những sự suy nghĩ đó nó không giúp được một cái gì cho tôi hết. Nó chỉ làm cho tôi càng ngày càng tức, càng ngày càng nghĩ lại cái công việc ở đây nó có đáng hay không, hầu việc Chúa có đáng hay không, đi theo Đức Chúa Trời có đáng hay không, bỏ ra ngày Chủ Nhật có đáng hay không, đứng ở đây chia sẻ rồi nó có đáng hay không, quý vị có tiếp thu được cái gì hay không, có ai nhận lãnh được một cái gì ở đây hay không. Không. Cảm ơn. Dạ. Ôi, cô nói có à? Con lại nghe là không. Cho nên nếu mà cô nói không thì chuyện khác. Và tất cả đó là cái nguồn gốc của sự ghen tị. Nó làm cho tôi suy nghĩ về những điều đó. Tất cả những cái gì mình bỏ ra nó có đáng hay không. Nó sẽ... Một điều mà nó sẽ làm đó là nó sẽ kéo tôi từ từ ra khỏi Hội Thánh, kéo tôi ra khỏi cái nơi mà tôi muốn phục vụ Chúa. Là bởi vì tôi nghĩ trong lòng rằng, ô, nếu mà mình giống như cái người kia, chỉ biết đổ tâm vào làm cái công việc, thì một ngày nào đó mình sẽ giống như họ. Bởi vì chúng ta ngồi ở đây, tôi không biết quý vị nghĩ như thế nào, nhưng mà chúng ta ngồi ở đây được ích lợi gì? Nó giúp chúng ta như thế nào?
Nó có bỏ cơm lên trên bàn cho con cái của chúng ta hay không? Nó có giúp cho chúng ta được có sức khỏe nhiều hơn hay không? Nó có làm cái gì cho cuộc sống của chúng ta hay không? Và bắt đầu từ đó chúng ta sẽ suy nghĩ người khác hơn mình là bởi vì họ không có mặt ở đây. Người khác có nhiều tài của hơn, giàu có hơn, sung sướng hơn, phước hạnh hơn, vân vân và vân ương là bởi vì họ không có mặt ở tại đây. Và cái nơi này nó trở nên một cái gánh nặng cho mình. Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài. Sự thành tín của Chúa ở cùng với mỗi một chúng con và giúp cho chúng con để chúng con có thể vượt qua được. Giúp cho chúng con để ngày hôm nay chúng con vẫn còn đang ở trong những cái trạng thái mà Chúa còn đang tỉa rửa chúng con. Giúp cho chúng con để chúng con trở nên những người mà yêu Chúa hơn, biết Chúa nhiều hơn. Và biết được rằng Chúa có một cái ý thật là tốt đẹp cho đời sống mỗi của chúng con. Chúa đang chuẩn bị cho chúng con những đời sống thật là tuyệt vời. Và Chúa xin Chúa Ngài giúp cho chúng con để chúng con nắm vững vào trong lời hứa của Ngài. Để chúng con nắm vào trong những gì đó mà Chúa đang có ở trước chúng con. Chúng con chưa có thể nào hiểu được, tưởng tượng được chơi cái đời sống và sự hạnh phúc mà Chúa đã đặt để trước mặt chúng con. Chúng con xin Chúa Ngài đến và Ngài giúp cho chúng con ngày hôm nay chơi. Để chúng con không ganh đua, không ghen tị, bớt đi chơi nếu mà không thể nào tránh được chơi. Giúp cho chúng con để chúng con có thể tự thấu hiểu được tất cả những gì đó đang xảy ra trong lòng của chúng con. Để chúng con bắt nó phải đọc phục dưới chân của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và cùng chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.